Rồi, lời tiên xin chào tất cả các em cầu thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay tục lên đây một clip gồm 14 cây câu nha anh em. 14 cây câu, 14 cây câu hàng kỵ nhật. Thì hàng này là hàng trên cho anh em câu ngâm nha anh em. Câu ngâm đánh cảm giác. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗ không cho clip lên đó thì sang lại. Rồi, cảm ơn em. Vô cái thứ nhất là tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho người là một cây cần của Suyumi, một cây cần của Hàn Quốc xuất nhật nha anh em. Đó. Cái Suyumi này thì là chất liệu carbon nha, cái Suyumi đó. Bát là bát thẳng, foil carbon, fan là fan Fuji nha anh em. Foil là foil sáng nít nè. Đó. Sáng gần gút nha mọi người. Đó. Fan là fan Fuji nha mọi người, fan Fuji lỗ xám. Thì ngoại hình cái này có xuất sắc anh em, xuất sắc li ti. Được foil là foil sáng nít nha anh em. Đó, foil sáng nít, foil của Suyumi nha mọi người. Đó. Thì cái này dài 2m7, độ cứng là độ cứng 30 đó, dài 2m7 cứng 30 đây anh em. Chất liệu carbon, bát là bát hãng nha anh em, bát hãng bát đại cao, fan là fan Fuji. Hàng Suyumi nha mọi người, Suyumi đó. Góc ok nha mọi người. Thì cái này nặng là 380g, đọt là 2 ly 2, độ cứng ra tầm khoảng 30 50, giá công khai cái số 1, giá công khai là 750k cộng ship nha anh em, 750k cộng ship cái số 1. Cái này về cho anh em câu lăng xê, câu cha, câu chê, chép nha anh em. Đó. Câu nhập về biển. Tiếp theo cây số 2 nha mọi người. Cây số 2 em lên cho người một cây cần của ức ly. Đó. Cái ức ly này là ức ly dài 27 nha anh em, dài 27, cứng ra tầm khoảng 30-50. Chất liệu là chất liệu carbon, ngoại hình cái này còn có xuất sắc nha anh em, ngoại hình tầm khoảng 90% thôi. Bát là bát Fuji tam hoàng. Keo chỉ ok chăng nha mọi người. Nè, Atlantis thương hiệu của Mỹ. Sáng ngăn gút nha anh em. Thì cái này em lấy từ thị trường nội địa Nhật về nhé. Đó. Fan là fan Fuji cánh bóng, bát là bát Fuji tam quan. Anh em. Đọt là đọt thấp nha anh em, đọt thấp sợi tí tinh. Coi vẫn là coi carbon nha mọi người. Đó. Thì cái này dài hết 7 cứng 30 50 về cho anh em câu tra, câu chép, câu lăng xê nha mọi người, rất là ok luôn, đánh giặc vào biển. Thì cái này dài là 2m7, đọt là 2 ly 8, nặng là 380g, giá công khai cây số 2 giá 1 triệu cộng ship nha mọi người. Đó, cây số 2 1 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 em lên cho người là một cây cần của Mamisa. Cây này dài 3m nha anh em, dài 3m. Thì cái này được sở bộ fan là một fan ship nha anh em, bộ fan ship xen kẽ là bộ fan lá ship nha mọi người, ở trên nè, đó. Bộ fan ship này xử lý nha anh em. Thì cái này dạng cần của carbon pha nha mọi người, đó. Có định vị lóng nè, đó, cán là cán gỗ cán bằng. Fan này fan ship, bát là bát Fuji nha anh em, bát Fuji. Dạng cần này dạng cần đến cảm giác anh em, foil này cực kỳ dịu luôn nha, đó, foil dịu. Thì foil này về chi cho anh em câu chép nha anh em, đó. Phen ở trên phen dẫn này là phen Fuji lá nha mọi người, đó Fuji xích lá luôn, phen đen, đó. Cực kỳ ngầu luôn nha mọi người, đó. Bu Fuji chống sắn lên này, bu lá luôn, đó, phoi carbon pha, có bình dị lóng, dạng này đánh cảm giác thôi nha mọi người, dạng này chạy về câu cho nên câu lăng xê câu chép nha, đó. Câu lăng xê câu chép câu chơi. Đó. Cứng 50 dài 3m nha anh em, cứng 50 dài 3m. Phen là phen lá. Đó. Cái căn này thì ăn tiền bộ phen nha mọi người. Đó, thì cái này nặng là 400g, đọt là 3 ly 8. Giá công khai cây số 3, giá là 1 triệu tư cộng ship nha. Đó, 1 triệu tư cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 là những người vẫn là một cây cần của cây cần đai qua. Đó, cây này dài 3m luôn nha mọi người. Thằng đai qua Holylock đây. Carbon thì carbon sắn nổi nha nè, sắn vòng, ngoại hình thì có xứ xác em người, ngoại hình có xứ xác, bát là bát Fuji, bát Fuji đây qua luôn. Thì cái này 50 dài 3m cho nên 50 cứng, cái này cứng 50 dài 3m này, carbon sắn nha mọi người, sắn nổi nha. Phen là phen dạng phen nòng súng nha nè, nòng súng 5 Fuji nha mọi người này. Sẵn là sẵn răng ruốc nha, bù trong sẵn luôn. Thì cây này ăn tiền cũng ăn tiền được bộ phen đó,
Dạng này về cho anh em câu lăn xê, câu tra chép nha mọi người. Đó, câu dạt bờ biển. Ngoại hình còn khá là ok nha mọi người, không có xuất sắc gì nhiều hết. Đó. Sẵn là sẵn găng guốc nè, nó mọi người thấy không? Thì cái này hàng của Korea xuất Nhật cho anh em, mã code đầy đủ. Rồi. Cái này nặng là 350 g, đọt là 3 ly, giá công khai cái này là 1 triệu cộng ship nha. Đó, cái số 4 1 triệu cộng ship, và anh em câu tra chép câu lăn xê thoải mái nha. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho người là một cái càng hai đọt, càng của Alpha Taco. Đó. Thì cái này carbon sắn chìm nha anh em. Đây. Đó, carbon sắn chìm. Fan là fan Fuji lá lõi xít nha, lõi 8 nha anh em. Đó, fan Fuji lá lõi 8. Bass là bass Fuji. Đó. Carbon sắn chìm nè. Cái này dài 27 nha anh em, dài 27. Đầu cứng hay đầu cứng 30 và đầu cứng 50. Đây. Hàng gốc rồi đây xuất Nhật. Thì cái này vẫn là một cây này cho anh em câu lăn xê, anh em câu lăn xê câu tra chép thoải mái. Đó. Hai đọt nha mọi người, một đọt cứng 30, một đọt cứng 50, tùy theo địa hình và địa điểm anh em câu nha anh em. Anh em có thể lưng phiên đọt và câu. Đó. À, carbon sẵn nha anh em. Đó. Ngoại hình còn ok nha mọi người, ngoại hình còn ok. Đó. Không có xước gì quá nặng, cũng không có chóc sơn gì nhiều. Đó. Fan Fuji như này, Fan Fuji, hoàn hàng nguyên zin, nguyên kiện. À, thì cái này nặng là 260 g, đọt 1.7 ly, độ cứng 30, đọt 2.1 ly, độ cứng 50 nha anh em. Đó. Rồi giá công khai cây số 5, giá công khai là 1 triệu nha anh em. Đó, giá công khai là 1 triệu. Nó độ cứng ra tầm khoảng đây nè, đọt 30 và đọt 50, thì nó có thể trải dài ra tầm khoảng 80 được nha anh em, đọt 50, 80 và đọt 30, 50 được nha. Đó. Rồi. Giá công khai cây số 5, giá công khai là 1 triệu cộng ship nha. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho người là một cây cặn dạng sợi thủy tinh nha nè, một cây cặn sợi thủy tinh. Đó, đây nè. Đó, cây cặn sợi thủy tinh nha mọi người. Thì cây này một cây của hàng Rod. Cây này một cây phan lá hàng Rod nha nè. Đó, hàng này về cho anh em sưu tầm, câu chép. Đó, con lăn xê câu chép nha nè. Ngoại hình thì xuất sắc rồi, ngoại hình cái này ra tầm khoảng 95% nha anh em, rất là mới luôn. Đó. Fan là fan Fuji Sit nha anh em, fan Fuji Sit, fan lá lỗi Sit nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Cái này thì anh em đến cảm giác câu tra câu chép câu câu chê nha anh em. Đó. Dạng câu lăn xê về sưu tầm. Bu là bu chống sắn luôn nha mọi người. Đó. Keo là ok hết, ngoại hình đẹp. Cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đó, bát là bát Fuji tam quan. Góc là góc đó trọng này, cục đó trọng. Cây này cứng 30 dài 3 m thôi nha anh em, cứng 30 dài 3 m. Khang đẹp nha anh em, cần không có xuất sắc gì nhiều hết. Thì cái này đọt là 3 ly. Đọt là 3 ly 3, nặng là 440 g. Giá công khai cây số 6, giá 1 triệu 2 cộng ship nha anh em. Đó, cái này về anh em câu tra chép mà thoải mái nha, 1 triệu 6. 1 triệu 3, 1 triệu 2 cộng ship nha anh em. Đó, cây số 6 1 triệu 2 cộng ship. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 em lên cho người là một cây cần của Daiwa Carbon Whisker. Đó. Đây nè. Thì cái này ngoại hình mới tầm khoảng 95% nha em, 93-95%. Đây, còn miếng bao ni lông còn nè. Đó. Thì cái này là cây carbon sắn ít. Carbon đỏ nha anh em, foil folder đầu. Foil này nhìn khỏi chơi. Bass bass Fuji tam quan, Japan, cái nồi đèn nha anh em. Đó. Fan là fan Fuji lỗi xám. Cái này về cho anh em sưu tầm. Đó. Câu tra chép câu lăn xê thoải mái. Foil sáng nhất đỏ nha mọi người. Đó. Đọt là đọt tháp. Thì cái này có hai đọt, một đọt cứng 30, một đọt cứng 50. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Đó. Rất là đẹp luôn. Cái này dài 2m7 nha mọi người. Đó, cái này dài 2m7. Đây, hàng nó đẻ nha nè, cực kỳ đẹp nha nè. Cái này dài 2m7 nha mọi người. Đó. Thì cái này nặng là 220 g nha nè, 220 g, rất là nhẹ luôn. Đọt 1 ly 5 á, độ cứng ra tầm khoảng đọt 1 ly 1 á, độ cứng ra tầm khoảng 20, đọt 1 ly 5 độ cứng ra tầm khoảng 50. Giá công khai cây số 7, giá là 1 triệu 2 cộng ship nha nè. 1 triệu 2 cộng ship cho một cây hàng foil carbon sắn ít. Rất là bèo luôn. Tiếp theo là cây số 8. Thì cây số 8 lên cho người vẫn là một cây cần carbon sắn ít.
Thì cái này cái đời sau nha anh em, đời mới bây giờ dạng mũ đai hoa, cần đai hoa carbon vít cơ, phen là phen Fuji bấm như này, loại xám luôn đó, phôi là phôi sáng nhất nè, bát là bát hãng, bát của đai hoa nha mọi người đó. Bát đời mới nha đó, sáng nhất nha mọi người, sáng nhất dạng cần đời cao nha anh em đó. Quấn hai đọt nha anh em, cây này quấn là hai đọt, một đọt cứng 30, 20, một đọt cứng 50 đó, quấn là dài 27, còn rất là mới nha mọi người, rất là mới luôn đó. Cây này về cho anh em câu ca chép câu lăng xe thoải mái nha đó. Đọt 20 anh em có thể câu hành cháp luôn á đó. Đó, đến cảm giác đây nè, các bạn biết cơ đây qua càng rất là đẹp nha anh em, đẹp cỏ chay. Thì cái này nặng là 280g đó, nặng 280g, đọc 1 ly 1 độ cứng ra tầm khoảng 20-30, đọc 1 ly 6 độ cứng ra tầm khoảng 50 anh em đó, về 2m7. Rồi giá công khai cây số 8 giá 1,3 cộng ship nha nè, 1,3 cộng ship. Rồi tiếp theo lên cho mình là hàng bên đây là hàng của Temriel nha nè, cái Temriel. Thì tiếp theo lên cho mọi người là cây số 9 nha nè, cây số 9 bên con người là một cây cần Temriel. Thì cây Temriel này là một cây Temriel dài 3m, cứng 50, có góc đối trọng đó. Thì hàng Temriel này là hàng nội địa nha anh em, nội địa Japan nha anh em đó. Thì ngoại hình nó cực kỳ mới luôn đó, cực kỳ sáng luôn đó. Temriel fan là fan Fuji loại xám nha anh em, fan Fuji bấm loại xám, bát tầm bát Fuji tâm vàng, nhìn cái bát hơn biết chắc hàng chắc nè, skin vô biển nha nè, bullshit nha nè, bullshit màu chày Temriel nha nè, hàng Temriel nội địa đó. Anh em có thể đánh hàng qua đánh hàng Temriel thì anh em biết mấy cái này cực kỳ chắc, coi nó đánh cực kỳ nhạy luôn nha nè. Hàng bao mới nha nè, hàng bao mới với anh em luôn, cái này nó mới ra tập khoảng 95% nha, rất là mới, cứng 30, cứng 50 và 3m. Thì cái này nặng là 400g, góc đối trọng như này, góc inox, đọt đọt cái này là đọt, để em đo đọt xem. Rồi đọt cái này đọt 2.8 như này, đọt 2.8 thì cứng 50 dài 3m, hàng cực kỳ mới luôn, bát góc ok hết nha người. Rồi giá công khai cây số 9 giá 1,4 cộng ship như này, 1,4 cộng ship cây số 9. Tiếp theo là cây số 10, cây số 10 em lên cho người quản một cây hàng của Temriel. Thì cây này cứng 50 và 3m6, dạng cần đánh cảm giác, góc tiện CNC rất là đẹp luôn đó. Cây này ngoại hình cực kỳ mới nha nè, fan là fan Fuji đổi xám, đi chỉ là ok hết nha mọi người đó. Cần này hàng nguyên xin nguyên kiện nha, cần Temriel bát là bát Fuji đó, bát con luôn nha nè, càng cực kỳ mới luôn nha mọi người đó. Càng cực kỳ mới luôn, dạng ngày về cho anh em sưu tập có cảm giác câu tra câu chép câu lăn xe khỏi chê đó. Thì cây 3m6 này thì anh em có thể lấy câu giặt bờ biển luôn nha anh em đó, cây giặt 3m6 này câu giặt bờ biển khỏi chê luôn nha mọi người đó. Hàng cực kỳ mới nha mọi người. Thì cái này cứng 50 và 3m6, nặng là 330g, đọt là 2.2, giá công khai cây số 10 giá 1,4 cộng ship nha, 1,4 cộng ship. Hàng cực kỳ mới nha, 1,4 cộng ship cây số 10. Tiếp theo cây số 11, cây số 11 vẫn là một cây hàng Temriel. Hàng Temriel này thì khá là chắc nha nè, thì cây này cứng 80 và 3m9 nha em, cứng 80 và 3m9, fan là fan Fuji lá nha mọi người, fan Fuji lá lõi xích, keo chỉ thì ok hết nha nè. Đó. Góc ok hết, bát là cực kỳ chắc luôn. Đó, bát tam vàng, bát của Fuji nha anh em. Bát Fuji tam vàng. Bát bự nha anh em, bát bự để gắn máy săn hàng. Đó. Cái này dài tới 3m9, cứng 80. Đó, độ cứng cực kỳ hiếm luôn. Đó. Ba khúc nha anh em. Rất là mới luôn. Đó. Martin. Chất liệu luôn, chất liệu carbon anh em, bô trong sẵn. Phen lá nha mọi người, đặc biệt là phen lá, càng rất là chắc nha anh em, chắc như nó cắt luôn. Đó.
cực kỳ cứng nha anh em, bao cứng. Rồi thì cái này nặng là 450 g, đọt là 2 ly 4, giá công khai cây số 1 giá là 2.800.000 cộng ship nha anh em, 2.800.000 cộng ship cây số 1, cây số chiên cây 1 chiên cho anh em săn hàng nha anh em, săn hàng đánh đăng xe câu giặc bờ biển. Tiếp theo là cây thêm lên cho người là một cây số 12 nha anh em, cây số 12. Cây số 12 là một cây cần của Arnold nha anh em. Thì cây này là một cây cần chiên cho anh em sưu tầm, hàng cực kỳ hiếm luôn. Nó hiếm tương đương với của hàng Kentucky nha anh em. Thì gốc nó làm là một gốc của làm miếng cao su nha anh em, cực kỳ chắc luôn nha anh em. Cầm mấy mềm tay mà chắc cực kỳ chắc luôn. Đó. Phôi là phôi sáng ít. Arnold Shimano phôi sáng ít. Đây này. Cái này anh em câu đánh là anh em nhìn mê liền đó. Cái này hàng máy Isabel nha anh em, đó hàng Isabel. Thì cái này cứng 50 và 3m6, hàng về anh em câu cha chép câu lăng xe, đó câu giặc bờ biển. Bu là bullshit, fan là fan Fuji lõi xám nha anh em, bu là bullshit, fan là fan Fuji lõi xám. Voi là voi sáng nét, hàng ngoại hình còn rất là ok nha anh em, đó, ok luôn á, khỏi chê luôn á, voi sáng nét nha anh em. Coi sáng nhất thì sẵn găng guốc nha mọi người. Đó. Rất là mới nha anh em. Hàng này của anh em sưu tầm nha anh em, sưu tầm câu tra câu chép. Thì cái này nặng là 420 g, đọt là 2 ly 2, giá công khai cây số 12, giá công khai là 2.800.000 cộng ship nha. Cây số 12 2.800.000 cộng ship. Hàng cực kỳ chắc nha mọi người, hàng Japan Shimano nha anh em, của Shimano. Tiếp theo là cây số 13. Cây số 13 em lên trong người là một cây cần nội địa. Thì cây này một cây cần của Nissin. Đó. Cần Nissin như này. Đó, thương hiệu nội địa Nhật nha mọi người. Đó. Gốc đây, gốc làm cực kỳ ok này. Phôi là carbon này, phôi là phôi carbon. Bát là bát Fuji tam quan, phen là phen Fuji lá. Loại xít như này. Đó, phen Fuji lá loại xít. Thì mấy hàng Nissin là cực kỳ hiếm luôn đó, lấy mấy cây này cực kỳ hiếm luôn. Thì anh em có thể là thấy phen lá có Shimano đây qua, thì hàng Nissin này lâu lắm, hiếm lắm mới về được một cây đó. Thì cái này 30 đó, 30 mà dài 3m6 như này, 30 dài 3m6. Thì phôi cái này cực kỳ nhẹ luôn nha anh em, đó, cầm lên cực kỳ nhẹ tay luôn. Dạng hàng trưng bày cửa hàng nha anh em, dạng hàng trưng bày cửa hàng đó. Giá hàng trưng bày cửa hàng cực kỳ mới nha anh em, phôi sẵn răng rút khỏi bàn. Cầm cái này lên cực kỳ nhẹ tay nha. Đó. Phôi cực kỳ mới nha anh em, cứng 30 dài 3m6. Thì cái này nặng chỉ có 235 g thôi, đọt là 1 ly 9. Giá công khai cây số 13 giá là 1.700.000 cộng ship nè, 1.700.000 cộng ship. Và anh em câu lăng xe, câu trả, câu chép thoải mái nha. Đó. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 14. Thì cây số 14 lên những người vẫn là một cây cần của Nissin. Hàng phanh lá. Gốc nó làm cực kỳ ok nha anh em. Đó. Gốc bọc. Nissin phanh lá. Thì cây này cứng 30 dài 27 nha anh em. Cứng 30 dài 27. Phanh Fuji lá nè. Ngoại hình cực kỳ mới luôn. Bát là bát Fuji tam quan, mất gòn. Đó. Hàng cực kỳ mới nha, 30 27. Hàng này hàng bao mới với anh em rồi. Đó. Lấy được 1 2 2 cây này thôi nha. Đó. Phen Fuji phen lá. Bán là bắt thêm quan. Hàng này cực kỳ nhẹ nên cực kỳ nhẹ, bao cảm giác luôn. Đó. Đánh cảm giác bao luôn. Thì cái này nặng chỉ có 190 g thôi. Đó, 190 g, đọt là 2 ly. Giá công khai cây số 14, giá vẫn là 1.700.000 cộng chip nha anh em. 1.700.000 cộng chip. Thì cây này về anh em câu lóc cũng được. Câu lóc và câu thoải mái luôn. Đó. Độ cứng 30 thì gơi tương đương vào tầm khoảng M nha anh em. Rồi. Đó, tổng cộng 14 cái cần em lên cho anh em. Hôm nay anh em ơn cái nào chốt để em sẽ thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.